你在南方修个鬼榴弹啊！Hôm nay anh sẽ biểu diễn cho các bạn màn võ thuật biểu diễn nổi tiếng thế giới. Đó chính là anh sẽ biểu diễn môn võ mềm dẻo ỷ thiên kiếm. Đã từng là người yêu mấy chú chỉ nhược phái Nga Mi. Anh đã học được rất nhiều từ chú chỉ nhược. Và hôm nay anh sẽ biểu diễn môn võ có nhu có cương và có cương có nhu. Có mềm, có dẻo và có mạnh, có nhẹ. Chú chỉ nhược đã ngủ với anh mấy lần. Và anh đã từ đó mà anh đã học được ra bí quyết của ỷ thiên kiếm. Những đường kiếm của anh rất là uyển chuyển. Và bây giờ là anh ta trên tay anh cầm là không phải là ỷ thiên kiếm mà là ỷ thiên kiếm và đồ long kiếm chạm vào nhau đã ra một cái loại kiếm gọi là kiếm từ xa nhà. Cây kiếm này của anh đã có rất nhiều năm tuổi. Có khi từ lúc anh chưa sinh ra cây kiếm mà đã có từ những cái cỗ làm nhà đã thay nhà và anh đã thấy gọi là những cái sự chắc chắn của nó. Và anh đã nghiệp mà sàn nhà lại với nhau và đã tạo thành một tên tân ỷ thiên đồ long kiếm. À, người đang cầm là một rapper nổi tiếng Hồ Quang Hiếu chúng ta. Chưa nổi đâu. Hay là ra giữa đây. Không. Quý. Quay đít về đằng đây cái không nhìn thấy mặt. Ra giữa đi. Quý. Không, tao giữ được. Không. Làm sao giữ được. Quý giữ đi. Đi đây. Thôi đây đã nhận rồi, Hồ Quang Hiếu chúng ta. Có vậy. Võ sư cường nguyện chứ là anh có sức mạnh kinh thường ấy. Nó không giúp gì cả. Xin chào đón quay khán giả. Quay của chú. Khán giả chạy hết.